bản mới của cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh, bệ phóng của nhiều tên tuổi trong showbiz Việt đã trở lại với tên gọi Bình chọn Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh Miss Photo 2017 có quy mô toàn quốc. Trải qua 5 tháng vòng sơ khảo sôi động với các concept ảnh dự thi chủ đề sắc màu theo ngũ hành, ban tổ chức đã nhận được hàng nghìn bộ ảnh dự thi từ khắp mọi nơi. Bên cạnh đó, báo Phụ nữ Việt Nam còn tổ chức các chương trình đồng hành nhằm trao dồi kinh nghiệm, kỹ năng sống cho không chỉ các thí sinh Miss Photo 2017 mà còn đông đảo bạn đọc để mỗi người có thêm trải nghiệm và tự tin trên hành trình tỏa sáng của riêng mình. Trải qua 5 tháng sơ khảo hấp dẫn, sôi nổi, với sự bình chọn kỹ lưỡng, công tâm của ban giám khảo và các tin nhắn SMS bình chọn qua tổng đài 6572, những gương mặt xuất sắc đã lọt vào vòng chung khảo Miss Photo 2017. Từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 26 tháng 11, vòng chung khảo Miss Photo 2017 sẽ diễn ra tại Bình Châu, Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh. Các thí sinh tham dự vòng chung khảo Miss Photo 2017 sẽ tiếp tục thể hiện khả năng, vẻ đẹp qua các concept ảnh được dàn dựng công phu, sáng tạo, gồm beauty glamour, nụ cười tỏa sáng, bikini sắc màu, áo dài, lụa và biển. Các trình diễn nghệ thuật và trao thưởng Miss Photo 2017 sẽ diễn ra tại The Andorra Grand View, Thành phố Hồ Chí Minh tối ngày 25 tháng 11 với chủ đề Đêm Sen. Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng Thu Minh, Lê Hiếu, nhóm Giao Thời, MC Én Vàng Khánh Ly, Anh Quân, đạo diễn chương trình, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Người đẹp nào sẽ đăng quang Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh Miss Photo 2017 được đội chiếc vương miện trị giá 1,2 tỷ đồng và nhiều phần thưởng giá trị